Theo Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông do các xe chở quá tải và quá số người quy định gây ra trên địa bàn ngày càng tăng. Không những thế, các xe chở quá khổ quá tải này còn góp phần gây nên tình trạng mặt đường bị sụt lún, trồi sụt trên các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái như Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ. Để ngăn chặn tình trạng này, trước mắt, Thanh tra Giao thông và Cảnh sát Giao thông thành phố được yêu cầu tăng cường tuần tra trên suốt các tuyến đường để tránh tình trạng một số đối tượng bám chốt và cảnh báo cho các phương tiện về hoạt động của lực lượng chức năng. Về lâu dài, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đã được chỉ đạo sớm nghiên cứu để trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành thêm quy định để xử phạt chủ xe, chủ doanh nghiệp để cho xe của mình chở quá tải, quá số người. Theo lực lượng thanh tra giao thông, với lỗi vi phạm trên, ngoài việc buộc hạ tải, phạt 4 triệu đồng một xe, tước giấy phép lái xe 60 ngày, tài xế còn phải đi học lại luật giao thông.